Quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức Covid-19 mới nhất trên kênh YouTube Báo Sức khỏe và đời sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế. Với những thông tin được cập nhật liên tục, chúng tôi tự tin gửi tới quý vị những video mới nhất có liên quan đến an ninh trật tự và tình hình dịch Covid-19 trên cả nước. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa Hà Nội vừa ban hành quyết định số 2618 về việc kéo dài thời gian cách ly y tế trên toàn bộ hai phường Văn Miếu và Văn Trường để phòng chống dịch Covid-19. Cụ thể, thời gian cách ly y tế trên toàn bộ hai phường Văn Trương và Văn Miếu thuộc quận Đống Đa Hà Nội kéo dài thêm 7 ngày kể từ 18 giờ ngày mùng 4 tháng 9 đến 18 giờ ngày 11 tháng 9. Tổng số dân của hai phường khoảng 21.000 người. Trước đó chiều 21 tháng 8, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, quận Đống Đa đã quyết định thành lập vùng cách ly y tế trên toàn bộ hai phường Văn Miếu và Văn Trường trong vòng 14 ngày. Ông Lê Tuấn Định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Đống Đa cho biết quận đang duy trì 45 chốt trực tại hai phường. Bên trong khu vực phong tỏa, công an phối hợp với các tổ COVID-19 cộng đồng bố trí 28 chốt phòng dịch, tổ chức 4 tổ cơ động để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh. Quận cũng lắp đặt hệ thống camera công cộng trên địa bàn hai phường kết nối với sở chỉ huy tiền phương để theo dõi, giám sát việc thực hiện cách ly. Trong buổi kiểm tra và làm việc tại hai phường Văn Trương và Văn Miếu vào chiều ngày 31 tháng 8, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đề nghị người dân tiếp tục thực hiện nghiêm cách ly người với người, nhà với nhà, tuân thủ 5K, giữ chặt từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, không cho dịch lây lan rộng. Ông yêu cầu cấp ủy chính quyền quận Đống Đa, hai phường Văn Miếu và Văn Trường tiếp tục theo sát tình hình diễn biến dịch bệnh trên địa bàn, chủ động dự báo, chuẩn bị trước các tình huống ở mức độ cao hơn để không bị động và bất ngờ. Trước mắt, quận Đống Đa tiếp tục siết chặt việc kiểm tra giám sát, bảo đảm thực hiện cách ly thực chất hiệu quả, tuyệt đối không để chặt ngoài lỏng trong hoặc chủ quan lơ là mất cảnh giác. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội sáng mùng 4 tháng 9 cho biết, ổ dịch tại phường Văn Miếu từ ngày 30 tháng 7 đến nay vẫn ghi nhận giải rác một số trường hợp dương tính mới, hiện có tổng cộng 114 ca. Ổ dịch tại phường Văn Trương từ ngày 17 tháng 7 có tổng cộng 89 ca. Cộng dồn đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 đến nay, Hà Nội có tổng cộng 3.430 ca, trong đó có 1.559 ca ngoài cộng đồng và 1.871 ca đã được cách ly. Ngày hôm qua, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định chia 3 phân vùng để áp dụng các biện pháp phòng chống dịch khác nhau. Cụ thể, vùng 1 tức vùng đỏ tiếp tục giãn cách theo chỉ thị 16 gồm 10 quận huyện bao gồm: Tây Hồ, Ba Đình, Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Hà Đông, Thanh Trì, Hoàng Mai và một phần địa giới hành chính của năm quận huyện Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hoài Đức, Thanh Oai, Thường Tín. Các vùng còn lại áp dụng theo chỉ thị 15. Công an thành phố Hà Nội dự kiến có 6 nhóm đối tượng được cấp giấy đi đường. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật ngay khi có tin tức mới nhất liên quan đến tình hình dịch bệnh để gửi tới quý vị. Đến đây, thời lượng của chương trình đã kết thúc xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại